Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch được dân gian coi là tháng đen đủi, tháng của ma quỷ âm binh. Trong tháng này, Diêm Vương cho khai mở quỷ môn quan để âm binh quay trở lại dương gian, thăm lại cố hương, người thân và hưởng lễ cúng của dân gian. Trong tháng này, hầu hết mọi người đều kiêng kỵ không làm việc gì lớn và họ cũng coi đây là tháng đen đủi. Nhưng thưa quý vị, trong mỗi chúng ta đều mang trong mình một số mệnh khác nhau, đặc biệt trong tháng cô hồn, những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 là người được lộc trời cho, giàu sang phú quý, về gia đạo thì được bình an, may mắn. Trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích, đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá, luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp theo trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các cung đạt vận ra sao? Mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp ngọ. Ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 26 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bính ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Tý sinh năm 1948. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Kỷ Sửu, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 7, tức ngày 21 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Sửu, nạp âm Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Sửu, nạp âm Tang Trá Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình đều tiến hành hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi
Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 cho gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948, những gia chủ tuổi Mậu Tý sẽ cần cẩn trọng về vấn đề sức khỏe. Thời tiết lúc này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của gia chủ do nền nhiệt cao. Có điều, người tuổi này cần lưu ý đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với mọi người. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bản mệnh vướng vào những rắc rối. Mậu dương thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thực thân, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Quý vị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Đặc trưng tính cách của người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Quý vị thân mến, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Vậy nên luôn chọn cách tốt nhất, khi gặp tình huống nguy hiểm đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì sẽ được đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều là rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao tiếp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được thành tựu nhất định. Tuy vậy, họ lại hay tỏ thái độ khinh khỉnh, coi mình là nhất, ỷ lại vào bản tính lanh lẹ nên ngạo mạn, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời của người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Tổng quan về sức khỏe mệnh chủ Mậu Tý sinh năm 1948. Năm Tân Sửu, người sinh năm 1948 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy nên đa số không phải lo lắng quá nhiều đến công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Điều bản mệnh cần làm bây giờ là buông bỏ những gánh nặng để con cháu tự lo phần việc, chứ không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn nhất định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan, thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Gia chủ nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này là tiết lập hạ, thời điểm cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt nóng bên trong lẫn ngoại nhiệt nóng bên ngoài môi trường. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau, nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn. Lúc này rất dễ mất ngủ vì trong lòng bất an, tâm tính nóng nảy. Càng hay mất ngủ lại càng yếu và mệt, do đó nên điều chỉnh lại giờ đi ngủ sớm hơn thường ngày. Nhiều người thậm chí còn có những hôm bị sốt nhẹ, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh, phải đắp chăn giữa đêm hè rất khó chịu. Sáng dậy thường mệt mỏi vì hay bị đau đầu, nên ưu tiên ăn đồ mát để làm dịu cơ thể, hạn chế ăn những loại hoa quả gây nóng, chứa nhiều đường như mít, sầu riêng, vải. Nếu bản mệnh vẫn muốn ăn thì nên ăn một lượng nhỏ. Vì phong thủy Gia Cát khuyên mệnh chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh.
Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tổng quan về tình cảm, gia đạo của mệnh chủ, người sinh năm Mậu Tý sinh năm 1948 giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nên khi có rắc rối xảy ra, bản mệnh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực. Bản mệnh cần thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người còn được con cháu tin tưởng đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người khác đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu, thăm hỏi, giúp tinh thần thoải mái và tươi trẻ. Trên đây, kinh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị về vận trình tử vi của tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 7 âm lịch. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc mọi người luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!